Thì đây là lý do mà mình muốn mua xi nhan mới nè. Đèn xi nhan của Winner. Dạ mình qua em. Ở đây. Dạ. Cảm ơn. Giờ sao quẹo đây? Ai? Cho tôi qua. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel của mình. Mình là anh Giang Âm đây. Wow, trường đập xây lại hả ta? Lâu rồi mới được xuống tầng ngàn. Ê, ở đây có bánh mì. Giờ sao quẹo đây? Ai? Cho tôi qua. Chán ghê. Bánh mì kim xoa. Ôi, mấy chục năm rồi. Khoảng đâu cũng 6-7 năm rồi đó. Mình mới xuống thành phố Tân An vào buổi sáng nha các bạn. Thường là mình đi buổi tối không à. Nếu mà về á, có về mà đi chơi mình đi buổi tối không à. Cho nên hôm nay mình có rủ hai anh, hôm bữa mình có làm video á. Anh MT03 với lại anh MT15 ra đây đi dạo buổi sáng. Hôm nay ngồi qua giật với chú xe ôm chứ. Chưa thấy ai ra chưa? Đi hả? Kì vậy? Đó banh rồi. Lấy em cà phê đá đi. Đen đá ít đường nha. Ít đường em thôi, uống không đường luôn đi. Không đường cũng được. Ủa cái bộ rồi. Ủa? Đỡ bơ rồi hả? Rớt cái lăng bơ quá kìa. Ủa? Thôi cái bô đâu rồi? Giờ đi mua bánh mì. Tự nhiên thiếu một bạn, một anh rồi. Anh đó tối coi đá banh. Tối qua mình cũng coi đá banh. Xong mình thức tới sáng luôn, mình làm video các bạn. Đâu ta? Nãy thấy đâu đây nè. Nãy đi đường nào mình quên mất tiêu rồi. Lấy mình nhìn nhầm. Nãy đi đường kia. Trời ơi, tức ghê vậy. Thôi, nãy đi đường kia mà đi vòng qua đây chi trời. Hai cái. Như hai miếng. Rồi cảm ơn. Ừ.
nhiều chỗ bán quán lề đường quá ta. Kiểu như giờ người ta không có làm ăn được gì á, không có đi làm được á, cho nên bây giờ người ta dọn ra lề đường người ta bán hết rồi. Cũng nhiều. Sớm tôi Kim Spa. Thôi, có lát gì hoành lại mua thêm chứ giờ mua sợ ăn hết. Gần 7 giờ rồi, 6 giờ 35. Nhìn thành phố Tân An nó cũng lạ quá các bạn. Đóng cửa cũng một nửa rồi. Nãy định mua bánh mì Kim Sa, thấy bánh này lạ quá mua. Giờ đi qua sau sau siêu thị nè. Liều dưới nước, liều liều. Hiểu đấy anh. Alo alo. Alo alo. Vô chỗ nãy á. Hả? Chưa, ta chưa bán mà. Hay là dựng đây. Nó có cái bậc thang. Ừ, chịu đi đằng kia. Nghe xuống được không? Kia dựng xe đó trong kia đi. Ừ, gọi xuống. À, ra đây đúng không? Đúng rồi. Đóng cửa rồi. Đèn xi nhan của Winner. Dạ mình qua đây. Ở đây. Dạ. Cảm ơn. Dạ, mình có đèn xi nhan của Winner không? Muốn ngồi rồi gắn cho chiếc khác muốn chế lại à? Con anh mua loại zin hay đồ kéo anh? Đồ zin á. Đặt hàng. Đây có lọc gió. Rồi, cảm ơn. Phải đặt hàng rồi. Phải đặt hàng không có sẵn. Không có sẵn. Không có sẵn. Họ đi mua bóng đi. Đi ngay chỗ trường Lê Quý Đôn á. Có chỗ phụ tùng á. Em nghĩ là có tại bán nhiều đồ lắm. Đi, đi thử đi. Cửa hả? Mở cửa kìa. À không, em mua một cái bóng thôi à. Nó là cái bóng đèn led chân T10. Để thay cho cái gì? Để thay cho bóng cái bóng ở trong nè. Được không? Được. Nếu mà vậy thì lại đăng mấy cái tiệm đồ chơi xe hả? Đúng không?
Được, bữa em thoái em thay lần rồi. Mà thay có 1.4 à. Đây hả? Ờ. Ờ. Nguyễn Chiểu là ở đâu nữa? Có bán cái bóng led chân T10 không? Có. Màu vàng á. Không. Không có màu vàng. Xanh màu đỏ. Rồi em cảm ơn anh. Không có màu đó. Ở đây bán màu trắng xanh. Trắng xanh đỏ không à? Giống như chỗ với em nha. Cái dắt này nè. Cái này là anh mua đâu vậy? Nó chui vậy zin vậy luôn á. Hồi lúc anh thay nó gắn vô chui zin nó vậy luôn á. Chui zin xe anh vậy á. À. Anh vô anh đi làm. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. À. Bye 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 bye. Cái này phải có dắt, không có dắt là không có được. Về lỗ dắt thôi. Rồi ok các bạn. Thì đây là lý do mà mình muốn mua xi nhan mới nè. Đây là những cái bóng đèn halogen của xi nhan cũ nè. Thì xài trong vòng 2 năm trời mình xài rất là nhiều. Thì đây, nó bị tróc cái lớp sơn ở ngoài nè. Đó, và nó sẽ không còn cái màu vàng đậm nữa. Nó chỉ còn cái màu của cái đèn dây tóc này thôi. Thì mình muốn thay, đây mình có đặt ở trên mạng. Khoảng 3-4 ngày thì nó về tới chỗ của mình. Đây là cái chip LED. Cái này giá của nó 30 ngàn hay gì á. Mình mua lúc giảm giá. Đây chip LED, đây là chân T10 nè. Đó, để mình tắt đèn cái. Đây, đó, nó sẽ chớp vậy thì nó cũng không phải gọi là quá nhanh, nó cũng chấp nhận được tại vì bóng LED mà điện nó vô nhanh thì nó sáng nhanh thôi. Mình xài cục chớp zin á. Bây giờ mình bắt hazard nha. Đó. Chủ yếu là bóng LED này thì nó không có bị tróc keo giống như tróc sơn giống như cái bóng zin. Với lại nó tiết kiệm điện hơn nữa, nó sáng hơn nữa. Đó. Đây là cục chớp mà anh Khoa đưa cho mình nè. Đó. Nó cái đầu nó như vậy nè. Hai chân xéo nhau. Còn cái này thì của zin thì nó như vậy. Đó, của zin thì nó như vậy. Thì nó sẽ không thể nào lắp cho nhau được, thì các bạn nên ra ngoài mấy bạn mua cái jack, mấy jack cắm giống như nè, về mấy bạn tự lắp vô. Mấy bạn ra đặt Shopee có mười mấy 20 ngàn à, rẻ rẻ à. Đó. Rồi ok, đây là bóng LED mà mình đã lắp cái cục chớp độ vô. Đó, mình đã chỉnh được cái tốc độ chớp của nó, thì bây giờ mình chỉnh nó chớp từ từ vậy nè. Rồi ok, mấy bạn có thể về mấy bạn thay thế. Nó cũng đơn giản thôi. Ra ngoài mua cái jack 3 jack lại phù hợp với lại cái đuôi đó, các bạn lắp vô. Các bạn không lắp thì các bạn đấu dây điện bình thường thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có tháo lắp được. Mắc công quấn băng keo này nọ nữa, còn có cái jack chuyển á, jack cắm á thì nó đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Rồi ok. Đây, ok. Để gần quá hư cảm biến của camera hết. Rồi ok, thì vậy nha. Video mình xin kết thúc tại đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại.
We'll be right back.